lắm. Ngô ổn này 10 triệu nha cô chú anh chị. Kiểu này chắc chừng năm rồi, kiểu này chắc mình nghỉ sớm vậy. Nghỉ sớm. Đây là cái chiếc xe của anh Coleman. Đây là hình ảnh rất là quen thuộc khi mà cô chú anh chị nhìn thấy về hình ảnh Coleman. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là Coleman đang cầm một cái ổ bánh mì đó. Và chiếc xe này là một cái chiếc xe di động. Chiếc xe di động thì cái xe dạng như xe tải di động và một màu vàng rất là đặc trưng. Đây chúng ta thấy ở trên đây có một cái affix về cái Coleman và Cương Dừa trao nụ cười chờ niềm vui. Và đây là cái thông điệp của rất là ý nghĩa của anh Coleman cũng như là anh Cương Dừa để giúp đỡ những người mà có hoàn cảnh khó khăn, những người mà để họ có dịp ăn Tết, một cái Tết sum vầy bên gia đình của mình. Mong cả nhà nếu như thấy video clip này thật ý nghĩa, hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người biết về cái tấm lòng của anh Coleman và anh Cương Dừa. Hôm nay thì có rất là nhiều nhà hảo tâm cũng như rất là nhiều bạn đến đây để mà quay phim review lại cho cả nhà mình xem. Và đây là nhìn tổng quan về cái xe ở trong kia là anh Coleman đang làm từng ổ bánh mì để trao, để bán cho mọi người. Và giá một ổ bánh mì như thế là 20.000 đồng, giá thấp nhất là 20.000 đồng. Quý vị có thể trả thêm tùy tâm của mình thì để cho có một cái quỹ để mà giúp đỡ mọi người. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triệu. Một ổ bánh mì 10 triệu. Dạ, nó vậy là 20 rồi. Hôm qua chúng mình đã ủng hộ ba Cương Dừa 10 triệu rồi. Hôm nay là đến chuyến xe thứ 2, ngày thứ 2 thì chúng mình tiếp tục ủng hộ thêm 10 triệu nữa nha mọi người. Bánh mì của chú xong. Dạ. Chú ơi, chú cho cô. Chúng mình đã ủng hộ xe của Cương Dừa rồi. Dạ. Đúng rồi ạ. Dạ. Nhưng mà bây giờ tự nhiên bỏ tiền vô nó rung rung tay hối hận muốn đến luôn được không? Dạ. Ngày hôm qua bỏ vô không được rung á. Dạ. Phải nhờ Cương Dừa thấy không, đúng không? Dạ run run. Dạ run. Dạ thường vậy đó anh. Tiền ra nó mà mình nhận vô thì nó tay mình có rung mà mình đưa ra thì dễ nó rung á. Thật chứ. Chú bỏ không được không ạ? Dạ. Rồi cảm ơn cái lòng tốt của chú Minh rất là nhiều hả? Dạ. Rồi chú Minh là coi như chơi đồng đều nha Cương. Không có trách nha. Không có trách, đó chơi đồng đều mà. Dạ chơi đồng đều bạn. Dạ em cũng báo cáo với anh là cũng có một mạnh thường quân nữa ở Canada. Dạ. Cũng gửi về cho em đâu 10 triệu. Dạ. Rồi xong rồi cũng nói nhưng mà không phải gửi cho mình Coleman đâu nha, mà gửi Coleman phải chia cho Cương Dừa. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Cô chứ. Ăn con. Đừng chan nữa, nó mắc nhiều quá nha. Thấy chưa? Dạ. Rồi đây em làm cho đây, em xem đây. Vậy là hôm qua chú Minh đã ở bên trường đại học công nghiệp để ủng hộ cho Cương Dừa. Dạ đúng rồi. Dạ 10 triệu đã bỏ trong thùng rồi ạ. Em đã làm bánh mì nhanh rồi đó, giờ em làm cho cà phê nhanh rồi. Thôi em có cà phê rồi nè. Ủa vậy hả? Sao đưa lại vậy? Dạ số 43. Cương Dừa đặc biệt tặng thêm một ly cà phê. Số 43. Để chân cái hình với ông giám đốc nha. Dạ. Dạ. Anh ơi, cái này ly của em làm đặc biệt cho anh đó. Dạ, ok, cảm ơn. Dạ, nó sẽ ngon hơn cái ly đó đó anh. Dạ, cảm ơn. Ủa, chém gió ghê quá. Dạ. Mà chắc chắn là đá nó nhiều hơn ly đó đó. Dạ. Tại vì em bán, em bỏ đá nhiều lắm cho lời á mà. Anh đá mà đá này nha, cho anh đừng có đạp em luôn nha. Vừa bỏ đá vừa đạp là anh chết luôn đó. Bỏ cho chú đi em. Thôi em xuống chụp hình với anh tấm hình nha. Dạ. Dạ. Thầy đưa họ đi, nó mới cho được vài cái. Chú phải tên 12 mới được, kể chú mà không tên 12 là không nổi đâu. Không bị mình nhầm dữ lắm. Một ổ này 10 triệu nha cô chú anh chị. Dạ. Kiểu này chắc chừng năm rồi, kiểu này chắc mình nghỉ sớm vậy. Nghỉ sớm. Đây ở đây có rất nhiều này. Em chụp nha. 1, 2, 3, cái nữa nè. Là vì muốn sự công bằng cho thân cho Coleman với Cương Dừa đó, ấp một phải ra. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Anh về đây nữa đâu? Em ở thanh của cặp đá một thôi. Dạ. Dạ. Anh về đang chờ mà trả về rồi tụi em mới đi chơi. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn. Dạ. 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 Dạ
anh làm gọi dạ 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 ơi cảm ơn chú Minh nha. Dạ anh ơi, anh cầm giùm em gọi từng viên bánh tương nha, cả liên em làm hết bánh đẹp quá ngon. Chú Minh nhà gần đây không? À, chú ở bên kia về, chú ở California. Chú ở Mỹ về? À, chú ở Mỹ về. À, chú về đây khi nào? À, chú về cách đây 2 ngày. Chú về cách đây 2 ngày. Chú về đây để sẵn đi du lịch hay về thăm quê hương mình? À, một không hai chuyển, nghĩa là về đây đi du lịch, đi với bà xã, nhưng bà xã còn kẹt bên Mỹ. Ngày mai bà xã mới về đây, thành từ đó mình sẽ bắt đầu đi du lịch. Sau khi mình đi du lịch đó, rồi mình mới về thăm lại gia đình. Hôm nay chú về thấy được quê hương mình sao? Quá trời đẹp và rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, thành ra mình không biết phải làm sao trong cái cuộc sống này, thì mình chỉ muốn có một chút gì quà cho quê hương thôi. Dạ rất là ấn tượng khi rất là mến cái tấm lòng của chú khi mua chú trao một ổ bánh mì 10 triệu. Dạ. Chú có suy nghĩ gì chú ạ? Chú ước muốn của chú là gì? Cái ước nguyện của chú thì muốn những cái mảnh đời bất hạnh lúc nào cũng được có những cái cơ hội để sống với mình. Mình đã may mắn được đến một cái vùng đất hơi tự do, cuộc sống mình thoải mái hơn, thì những cái gì mình chia sẻ được thì mình phải chia sẻ cho những người họ cần và đang cần. Yeah. Khi nào chú lên về lại Mỹ? Chắc có lẽ một tuần lễ. Một tuần lễ à? Hôm nay rất may mắn được gặp chú với tấm lòng của chú. Yeah. Chúc chú sức khỏe và yeah, chúc chú gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, yeah, chú cảm ơn con. Dạ, con chào chú. Dạ. Yeah.